Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Mình là Tuyền, là thành viên ban quản trị Việt Open Infra. Thì hôm nay mình rất vui khi được đại diện cộng đồng để giới thiệu về lịch sử thành lập, các mục tiêu và hoạt động của cộng đồng. Mình sẽ bắt đầu nói về lịch sử thành lập của cộng đồng. Thì cộng đồng được thành lập vào năm 2014, ban đầu với tên gọi là Việt Open Stack, là nơi để anh em giao lưu học hỏi về Open Stack. Và cho đến năm 2018 thì cộng đồng mới chính thức có tên là Việt Open Infra, với một đích là mở rộng các lĩnh vực khác liên quan, như là các lĩnh vực công nghệ xoay quanh về container, software, DeFi networking, storage và vân vân. Và cho đến nay thì cộng đồng đã có hơn 6.000 thành viên trên Facebook. Thì đây là những gương mặt có hoạt động tích cực trong suốt thời gian vừa qua. Và chắc chắn là trong tương lai, cộng đồng sẽ mở rộng thêm những lĩnh vực khác nữa để mà có thể thúc đẩy cái hạ tầng mở phát triển hơn nữa. Và để làm được điều đó thì cộng đồng Việt Open Infra luôn tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các cộng đồng bạn, các đơn vị như là Amazon Việt User, Việt Nam User Group hay là Google Developer Group, vân vân. Và mình sẽ đi qua các thành viên của ban quản trị hiện tại. Hiện tại thì ban quản trị là có 8 thành viên. Và mình xin nói về các hoạt động của Việt Open Infra. Thì hàng năm đều tổ chức các sự kiện như là Meetup, Việt Nam Open Infra Day, rồi Internet Day. Và nếu các anh chị nếu có câu hỏi gì hay là thắc mắc gì có thể liên hệ vào hòm thư contact@vietopeninfra.org. Và trong năm 2023 thì Việt Open Infra đã tổ chức được 4 meetup, và đây là 3 trong số 4 meetup. Hai cái ở trên là ở Hà Nội và ở dưới đây là ở thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua tháng 8 vừa qua thì tại meetup số 33, Việt Open Infra cũng đã tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 13 của Open Stack, cùng hòa chung không khí với các cộng đồng trên thế giới. Sắp tới đây thì vào tháng 11 thì sẽ có hai anh là anh Nguyễn Công Đức và anh Nguyễn Trọng Vĩnh đến từ đơn vị Viettel sẽ đại diện để tham dự trình bày tại sự kiện KubeCon và Cloud NativeCon sẽ diễn ra ở Chicago vào tháng 11. Và một lần nữa, Tuyền xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, các nhà tài trợ đã cùng các cộng đồng đã cùng đồng hành với cộng đồng Việt Open Infra trong suốt thời gian vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn ạ.